sunsets. Hôm nay là cuối tuần cho nên hứa với hai đứa nhỏ là cuối tuần cho tụi nó đi biển chơi. Bây giờ là 10 giờ 10 phút thì sắp sửa tới cái chỗ cái đai của Tickle City này. Bây giờ hai đứa nhỏ đang ngủ. Chút nữa tới nơi chắc nó thức dậy. Đây là Texas City Dive vào buổi tối. Bây giờ khoảng là 2 giờ sáng. Mấy mẹ con nó đang ngủ trong xe. Thái được cái chôm té coi. Sáng đây đón dậy sớm con cá. Đón câu được một cá sang trao. Thái là gì đó. Sáng nhìn một câu ghê. Đón câu được một cua. Cua bự dễ sợ luôn. Đây, phía bên này vừa câu cá vừa câu cua được. Là nước cạn hơn. Oh, mẹ con cua bự quá. Hả? Bác sẽ đây chút con. Đến đây chút con. Hôm nay hai đứa nhỏ thích quá. Cái nhà đậu ở trong kia. Đậu ở trong đó, bây giờ đang nấu đồ ăn trong đó. Vậy. Bây giờ cho tụi nhỏ ra đi chơi. Mấy anh cậu bất ngờ đó, tại thông thường biển ra với sân xấu là hôm nay đẹp dữ. Đang đậu xe. Tắm rồi. Thì cái bờ biển này ha, trả 15 đồng. Trả 15 đồng thì mình chạy xe vô xuống như này được. Đậu xe ở đây. Nhà đang đậu xe ở đây rồi nấu mì gói, nấu đồ ăn rồi đủ thứ. Sao hai anh chị chơi vui không? Sáng hơi mệt mà giờ vui phải không? Chưa mà mệt không? Đừng quá. À, giờ bữa đi. Đang rèn câu hai nhỏ không?
Cái bờ biển này là ở Galveston đó các bạn. Thì thông thường biển Galveston xấu ghê. Hôm nay các bạn này nước trong mà sóng nhẹ, và cái độ sâu nó slide ra nó không có sập xuống, rất là an toàn cho mấy đứa nhỏ. Hôm nay họ cũng thời tiết là quá đẹp đi. Thời tiết quá đẹp. Nếu các bạn có ghé Houston chơi thì ra biển Galveston cũng được, không đến nỗi quá tệ như mình nghĩ. Ngày hôm nay là làm được thay đổi quan điểm về biển Galveston luôn á. Ở đây thì nhìn nó hơi dơ, nhưng mà ra ngoài kia thì sóng rất là êm, nước trong nữa. Chắc có lẽ là tùy ngày đó, nhưng mà nói chung nó cũng có ngày rất là đẹp, không phải ngày nào cũng xấu. Thì các bạn đi vô cái bãi biển này, bãi biển tên này nè là Loreto, tên gì quên bà nè. Đây đó là bờ biển đó đó. Thì các bạn vô thì trả 15 đồng để vào cổng. Thì đậu xe ở hai hàng này, thì mình đậu cái RV này thì mình đậu dài luôn. Nói chung nó cũng có nhiều chỗ đậu lắm. Thì hồi tối hôm qua đi câu cá là từ ok, hôm qua là câu cá tới 4 giờ sáng luôn á, sáng vô cũng đâu ngủ rồi. Xong rồi qua đi chơi tại vì hứa tụi nhỏ cho đi tắm biển á. Đây là trứng gà mà đem nhà lên nè, mấy con gà đi bộ á. Mà ba thổi là nó bay cát lên, nó bay lung tung á. Nó quá đã luôn. Má không? Đó bụng. Ba thấy đi chơi gì ok không ba? Vui. À, sau đi nữa nha. Tối hơi. Hơi mệt không? Hơi mệt chút nhưng tối thấy quê mệt không? Okay. Giờ đang gia đình đang trên đường đi về nhà. Addict for your love, it keeps me high.